Chào tất cả các bạn nha, đã quay lại channel của mình. Thì hôm nay đoàn có mấy con ếch này các bạn. Thì bữa nay mình sẽ làm ếch nướng ăn chơi thử các bạn. Giờ mình đang bắt đầu làm gia vị nữa các bạn ơi. Đang thấy tỏi nè, với hành. Mình ớt vô mình nướng các bạn. Thử rồi, đó giờ mình chưa có ăn thử ếch nướng các bạn ơi. Để anh em nào hay ủng hộ like, subscribe nha các bạn. Ủng hộ kênh mình nha. Mình đã ấy xong rồi, bỏ vô nha, có xả đã nè, rồi cho thêm một tí xíu muối luôn nha. Rồi bột ngọt, nói chung là cái này mình ớt giống như mình nấu ăn kho vậy các bạn ơi, làm như bình thường. Một tí xíu nước mắm cho nó có hơi mùi và độ mặn một tí xíu. Nó mặn luôn rồi đó. Rồi tí xíu dầu ăn để mình tí xíu mình nướng để nó đỡ khét nha, nó không khét nha các bạn. Quên nữa, còn thiếu cái điều quan trọng mấy bạn ơi. Cái này nè, này là sả tế để ướp có mùi vị với cay nha các bạn. Rồi ba muỗng đi cho nó đậm đà nha mấy bạn. Giờ mình sẽ trộn lên cho nó thấm gia vị nha các bạn. Rồi cái này nè mấy bạn, các bạn muốn ngon mình lấy cái dao mình cắt cái đường đường cho nó ngay đùi với bắp chuối nè, để mình ướp gia vị với các bạn cho nó thấm vô ha. Rồi này mình ngưỡng ếch lên để mình chế nước vào nè, gia vị nãy mình ướp á cho nó thấm, rồi mình để một hồi tí xíu cho nó thấm rồi mình mới nướng nha. Đó. Rồi tí xíu đang mình nướng nha, sẵn chùm nước cho nó nóng sôi luôn rồi mình lấy dưa than mình nướng. Rồi giờ mình bắt đầu nướng nha bạn, có dưa than rồi. Ủa? Rồi bắt đầu nha. Ba con nó đầy. Hơi cao quá. Nhà mình đã nướng xong rồi nha các bạn, giờ mình gấp ra nha. Gấp ra thưởng thức thôi. Này nướng nó bị mất một chân nè. Nhảy nữa. Nướng nãy giờ mới còn sống. Nhảy nữa. Này tại nó hơi trắng, mình nhét miệng mình nướng cho nó chín hơi rốt nha mấy bạn. Rồi dưa thưa mấy bạn. Rồi. Ôi. Này mình đã làm xong nữa mấy bạn. À. Chơi ngồi này luôn luôn luôn. Điện cái này đi. Ủa, thôi.
Rồi cái này là nước tương nha các bạn, nước tương mình để ớt vô với tí xíu tắc cho nó chua chua. Rồi cái này này mình nướng không được đẹp nha mấy bạn, chủ yếu ngon thôi chứ không đẹp nha. Thì mình đó, mời mấy bạn luôn nha, mời mấy bạn thử thưởng thức con nha. Rồi để mình làm thử con này coi nha. Rồi mời mấy bạn nha, làm đó giờ chưa ăn món này các bạn ơi, thì thử thưởng thức cũng ngon. Cay cay thịt nó đã các bạn ơi. Nóng quá, nhà thường ngày chọn cái nhượng có mấy gần đảo. Mới gần đấy ha. Cái thịt nó ngon lắm các bạn. Các bạn nhìn nè, da nó giòn kháy luôn nè. Đó, để mình xé ra mình chấm thử nha. Đó. Nhuyễn 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 luôn các bạn ơi. Cái thịt nó mình nướng nó khô cứng lại đã lắm, nó có sớ sớ chấm nước gừng ớt còn chua cay cay đã. Ngon không? Món này rất lâu nha, mới mốt bạn không thử làm thử món này nha, bảo đảm là ăn cái là muốn ăn nữa đó. Rồi chấm thêm cái nữa bạn ơi, cái này tét nách luôn rồi, thích nhất tét nách luôn. Rồi mấy bạn nha, nào hay ủng hộ subscribe nha, like subscribe nha các bạn. Nè, phải có muỗng húp vô miếng. Mới độ chua cay mới đã. Ăn miếng lại. Quá đã, quá đã. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ nha. Bạn hãy comment bên dưới, ví dụ như lần sau gì đó mấy bạn muốn mình làm món gì đó. Mình comment bên dưới trò chuyện rồi đồng sẽ làm video tiếp theo cho các bạn cùng xem nha. Rồi cảm ơn các bạn đã ủng hộ và quan tâm ha. Rồi hẹn gặp bạn các bạn video lần sau nha. Nhớ like và subscribe bên dưới nha các bạn. Bye.